Rồi, cái video này là sẽ chỉ cách làm marble dùng bột Kira Sky mà gọi là color blend. Color blend hiện giờ là ngoài 48 màu cũ, nó mới ra thêm 48 màu mới nữa. Này sẽ dùng cái liquid solar để đắp color blend. Dài á, màu lợt tới màu đậm ha, mình phải lấy hết ba màu một lượt. Màu trắng rồi vô màu xanh rồi màu đen liền, ba màu một lượt, hết ba màu một lượt mình để lên cái móng rồi mình làm để in the middle, rồi cái mình làm in the middle xéo. Hả? Phải chéo chéo vậy hả? Cho nó xéo. Mỗi lần làm cũng phải chéo chéo vậy hết thì nó mới ra ba màu. Hiểu rồi. Giờ nó có, nó phải là màu trắng, màu đậm và màu lợt. Màu lợt cái cách này good nè, khỏi cần mix màu trước ha. Không, không cần. Oh, ok. Làm ở giữa trước. Uh-huh. Mà phải làm ở giữa trước hay? Dạ. Yeah. Tại mình làm ở trên trước á, nó mòi màu không đẹp. Ờ, hiểu rồi. Bột này là bột nhúng hay là bột đắp gì vậy? Cái này là bột đắp. Mà thực sự nhúng vẫn được. Yeah. Nhúng vẫn được, nhưng bột nhúng vẫn được. Ok. Mình muốn làm màu nào cũng được. Mình phải vô màu khi mà vũa là nó ra màu cái này, vũa xuống là ra vậy đúng không? Dạ. Yeah. Rồi mình làm á, mình để màu đậm trước á, rồi mình mới vô mấy màu á, nó không có lên, thấy không? Phải màu lợt trước. Rồi bởi lợt đi đậm lên giờ. Bởi vì mình phải làm màu lợt trước, tại màu lợt á mình mấy màu á mình thấy hết. Hiểu rồi. Yeah. Ý là nhiều ít lại, yeah, đúng không? Ok. Depending cái khách muốn sao, nó muốn trắng hơn nhiều hơn đen hết thì mình để nhiều trắng hơn. Okay. Depending on cái customer. Customer nó thích ha. Màu nào. Có lý ha. Any color mình muốn làm trắng đen nó cũng vậy, mình xài hai màu. See, very easy right? Very easy ha. Okay. Có lý ha. Thấy chị easy nhưng mà mình làm được. Không, cái này anh làm buộc được. Rồi mình muốn làm á, mà trắng đen á, mình muốn làm cho nó really marble thịt nhiều á thì trắng đen thì chị làm trắng cái trắng đen đi. Uh-huh. Trắng đen and clear. Trắng phải có trắng đen và clear. Để làm vậy mới đẹp, ok? Cái clear trước hay là sao chị? Yes. Tại cái đó là màu lợt nhất là mình trắng đen và clear. Xin là clear. Uh-huh. Marble này là marble trắng đen. Rồi cái mình vô màu trắng. Rồi vô đen. Còn nếu mà làm marble màu hồng màu này cũng clear trắng với lại màu. Uh-huh. Rồi cái này cũng vậy, depending on khách. Nó muốn trắng nhiều hơn đen á thì mình lấy trắng nhiều hơn. Hay là nó thích đen hơn á thì mình lấy đen nhiều hơn. Này đẹp đẹp. Ủa chị, cho em hỏi, chị bỏ cái gì lên, mày bỏ đá lên mà nó dính chắc gì? Bỏ treo, hot treo đúng không? Bỏ treo này. Bỏ cái treo nào? Cái treo vừa rồi hả? Cũng là cái chai. Tại vì nó dài đúng rồi hả? Yep. Ồ, có lấy á. Cho cái nồi nó quát đi. Ủa chị cho em hỏi, chị sơn no wax lên nó vẫn còn ướt, mình bỏ đá lên liền. Sao mình mới vô mình để cái first coat đó mình làm cho nó mỏng. Mỏng thì là mỏng luôn. Mỏng tại mình để dày quá đó nó thì chảy. Nó chảy. Mình mỏng thì là mỏng. Mỏng sao mình để cái hộp đá lên. Lên rồi để vô đèn rồi cái mình làm cái second coat lên. Mà đừng có để dòng lên cái hộp sòn mình để dòng để vòng 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 hộp sàn thôi. Uh-huh. Để lên sàn. Rồi mình để vô đèn luôn rồi nó dính. Cái thứ hai mình để ở dưới này thôi. Vậy là first coat á là cũng một mỏng hay là mỏng. Uh-huh. And then xong mình bỏ cái hộp sàn lên. Cái no wax nó đâu có bị chóc. Xong rồi bỏ vô. Bỏ vô hơn. Cái thằng nó chuẩn. Xong rồi lấy ra. Yeah. Xong rồi hơn mép của cái này thôi. Dạ. Yeah. Ok. Em lấy chai no wax nha em. Uh-huh. Cho chai no wax đi. Nó chắc quá ha. Dạ, chắc. Mà cái này là chị cũng xài bằng cái gel đó luôn. Dạ. Yeah. Vậy là mình cũng không cần phải bỏ base, bỏ top hẳn luôn. Dạ. Yeah. Ok. Mình muốn ít đen á thì mình để ít đen, mình muốn nhiều trắng á, tại miệng trắng nó thích mỗi đường line mỏng hay là mỏng thôi chị.